Đang bài 268. Hello anh em nhé, đây là quả súp Motivity. Con này là bắt 40 hầm. Con này là chạy mạch Class H. Sò là gì với kép 6 sò 4 tụ. Biến áp tổ bằng lồng cấm điện. Tổ lắm, biến áp tổ lắm. Lặng thịt 43 cân thì mà muốn gì. Đây em đang ở trên Bắc Giang chơi con này. Đây là Motivity anh em nhé. Chơi cực hay luôn. Có cùng ngân hàng không? Nhưng có nó chuyển nhanh đấy.